mỗi sáng sớm em ngủ thức dậy thì ngoài trời đã có tiếng cầm mầm như thế này rồi nè cô chú anh chị ơi. Tiết chiều lạnh quá. Em xin chào ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đến với kênh Thảo Nguyễn City Cuộc Sống Mỹ. Ai biểu ở chi miền Bắc cực rồi á, than mùa đông lạnh quá. Mới hôm qua đó trời nắng ấm, hôm nay á, thì lại trời bão tố ầm ầm xuống. Ở bên ngoài á, là đang mưa rất là mạnh luôn đó cô chú anh chị. Cái đống củi của em ngày hôm qua đó em đem vô một mớ để hôm nay đốt nè. Rồi á, em đâu có nghĩ là hôm nay là bão tố như thế này đâu, cho nên hôm qua chỉ đem vô một ít thôi. Rồi hôm nay á, sáng ngủ thức dậy á, thì á, nguyên một bầu trời tuyết không. Bây giờ đống củi của em á, lấp đầy tuyết hết trơn luôn rồi cô chú anh chị ơi. Chị thấy này, giờ này á 10 giờ trưa rồi đó mà đường xá đó còn chưa có bánh xe để chạy trên đường luôn á. Hôm nay dự báo thời tiết á, bây giờ tới tối luôn á là có bão. Đó, một bầu trời á tuyết trắng nữa. Cái tháng này nè bữa giờ á là mấy lần rồi đó cô chú anh chị ơi. Hôm nay là ngày 14 tháng 3. Gần sắp qua mùa tháng 4 là mùa xuân rồi mà sao tiết nó cứ đổ xuống ầm ầm như thế này. Em đi á mà tiết nó cứ tạt tạt vào trong mặt em. Vì thời tiết bên ngoài đang rơi quá trời nhiều luôn, rơi lả chả nè. Cô chú anh chị có nhìn thấy không nha? Đó, bây giờ tuyết nó cứ đổ vào mặt em. Đó, đây là những dấu chân của em. Chỉ có thấy dấu chân thôi chứ không thấy dấu xe chạy cô chú anh chị ơi. Mà đêm hôm á nha, người ta đã cào tuyết hết một mớ vô trong lề rồi đó. Cho nên bây giờ trong lề nè là nguyên một đống tuyết rồi nè. Đây là mấy cái cây á, cây lê của em nè, nó sắp ra hoa để mà chỗ rồi mà bây giờ tuyết xuống nữa chắc là chết hết nữa rồi. Nụ sắp sửa trổ rồi bởi vì tháng 4 á là bắt đầu hoa sẽ nở mà bây giờ còn tuyết thì nó bị héo nụ hết rồi. Đây là ngõ sau của nhà em nè. Ơ trời đất ơi, cái bụi trúc của em nó nằm mẹp luôn rồi cô chú anh chị ơi. Rồi ơi. Do là tuyết nặng quá cho nên đè cái bụi trúc nó nhẹp xuống luôn rồi. Không biết là có bị gãy không nữa hèn. Mèn đét ơi, cái bụi trúc của em bây giờ nó ngủ luôn rồi. Cái cây lê của em nè, cái cây lê này mùa hè trái nhiều lắm. Bữa em thấy nó nhóm nhóm nụ rồi mà hôm nay á, thì lại tuyết xuống nữa chắc nụ nó tàn luôn, nó chết luôn rồi. Ở Mỹ á, miền Bắc là như thế này nè. Mùa đông á, rất là cực khổ. Mình phải đi ngoài xúc tuyết nữa. Mình ở nhà chung cư á, thì mình không phải xúc tuyết nha cô chú anh chị. Còn mình ở nhà của mình á, mình mua nhà của mình riêng như thế này á, thì mình phải xúc tuyết nè. Mình phải cắt cỏ, mình phải làm đủ mọi thứ hết á. Mình phải mua máy xúc tuyết về để sẵn để chuẩn bị cho mùa đông. Mỗi cái máy xúc tuyết như vậy á, có giá tầm cũng khoảng cả ngàn đô mỗi cái á. Máy xúc tuyết thì rất là bự luôn á, em thì em đẩy không có nổi, chỉ có mấy anh đàn ông thì mới đẩy nổi thôi. Đó, trước mặt cô chú anh chị á, người ta đang đẩy tuyết đó cô chú anh chị. Cái máy bự bự như vậy đó, ở dưới là dễ đẩy lắm, có bánh xe nữa. Cho nên khi mà đẩy như vậy thì nhìn nó cũng rất là nhẹ nhàng á, không có phải là quá nặng. Còn mình xúc bằng tay á thì rất là nặng luôn á nha. Cái máy này á, là mình phải đỡ chạy bằng dầu. Mình á, là lúc nào á, mình cũng phải mua bình dầu để sẵn á. Vì á, máy cắt cỏ hay máy xúc tiết á, đều chạy bằng dầu, bằng xăng hết luôn á. Có cái thì chạy bằng dầu và có cái thì chạy bằng xăng ha. Tùy theo á, cái lúc mà mình mua, mình chọn á, xăng hay dầu thôi. Còn cái xe ở bên ngoài này nè, là cái xe đó ủi đường đó cô chú anh chị.
có cái đồ cào ở đằng trước đó, thì người ta cào như vậy đó, thì mới hết tiết được, chứ còn mà xúc xúc bằng tay đó, thì biết chừng nào mới hết. Còn bây giờ nè, em đang chuẩn bị ghinh củi vào trong nhà để đốt nè. Cái đống củi hôm qua đó là em đem vô đó, để sẵn ở đây nè, mà không nghĩ là hôm nay là trời có tuyết, cho nên đống củi bị ướt hết trơn rồi. Bây giờ đem vô đốt á cũng lâu lắm mới cháy. Ta nói mùa đông ở bên miền Bắc nước Mỹ là cực khổ lắm. Ai ở miền Nam thì sướng, chứ còn miền Bắc dơ dơ dữ lắm. Đi ra đi vô, giày dép cò dính tùm lum, nước nước ướt nhem ướt nhẹp hết trơn. Mùa đông á lạnh lắm, trong nhà mình mà có cái lò sưởi đó cô chú anh chị thì cái nhà mình ấm dữ lắm, hơi cực một chút á nhưng mà rất là ấm nha. À, cô chú anh chị thấy cửa lửa không, đỏ đỏ rực rỡ luôn á, rồi ấm từ ở dưới lầu á lên tới trên lầu luôn á. Ở dưới trong cái lò đó, ở dưới có cái quạt nữa, quạt cái hơi ra đó là ấm hết trơn cái nhà. Cái nhà dặn hít 70 á, nhưng mà nhà lò ấm như vậy nè thì hít nó vẫn không có chạy. Hít không chạy á thì mình không có tốn dầu á, không có tốn dầu á thì mình không có phải đổ dầu tốn tiền. Còn cái cá này nè, hôm qua là tụi em ăn rồi, giờ còn một miếng em hâm lại. Cá sốt cà ăn cũng ngon lắm đó cô chú anh chị. Hâm lại rồi hai em với cúng con ăn, ăn xong rồi hai mẹ con đi ra xúc một ít tiết. Thường là tiết ở nhà em là có ông hàng xóm đi qua phụ xúc tiết cho em rồi. Em chỉ ra cào cào cái xe vài miếng với xúc vài miếng thôi à. Còn ông đó ông đi làm về ông sẽ xúc cho em. Em biết là như vậy luôn á, cho nên em không có xúc nổi đâu. Vì ở nhà không có ba của cúng con ở nhà, đâu có em đâu có ghim cái máy ra mà xúc nổi. Cái máy này á nặng lắm đó nha cô chú anh chị, không có nhẹ đâu á. À, tùy theo thôi, có cái máy bự và có cái máy nhẹ đó. Em với cúng con á đang ăn cơm nè. Hai mẹ con á giờ ngày hôm nay á ở trong nhà không à, không có đi ra ngoài luôn. Cúng con á đòi đi ra ngoài chơi phạt, mày đường xá như vậy mà đi cái gì. Em á dụ mãi luôn á, cúng con á nhớ dai lắm, cứ nhắc em á là đòi mẹ chở đi phạt chơi. Mà trời tuyết như vậy á là em không có đi ra khỏi nhà đâu. Lái xe rất là nguy hiểm lắm, đường thì trơn nữa. Cho nên á ngày hôm nay hai mẹ con ở nhà rồi, có cái gì thì ăn cái đó thôi. Buổi sáng thì em ăn cá sốt cà này đi, còn buổi chiều thì em chưa biết ăn cái món gì. Ở trong nhà em á là em thích trồng cây lắm. Cây hoa lan này nè, hôm bữa em mua là không có bông nha, mới nó mới chỗ ra bông đây đó, chỗ cho em nguyên một chùm bông luôn, nhìn thấy cưng dễ sợ vậy đó. Em á là thích cây cối ở trong nhà. Nhiều lúc mùa đông ở bên ngoài á mình không có còn nhìn thấy cây cối nữa, thì ở trong nhà đó có một mảng xanh như này nè, mình á cảm thấy cũng hơi vui vui. Đây là những cái tấm hình á con em với gia đình em á hồi mấy năm về trước á, là tụi em đi chơi á. Em á là có thói quen mỗi một mùa hè á là em dẫn cả nhà đi du lịch à. Năm này á em cũng sẽ đi du lịch nữa. Em không biết cúng con chỉ cái gì luôn á. Hả, nhà em đó cô chú anh chị có một mảng cây xanh như vậy đó, em thích lắm. Cúng con á là em làm cái gì á là đòi làm theo cái đó à. Chậu hoa lan này nè cô chú anh chị, chỗ bông đẹp dễ sợ luôn vậy đó. Nhà em thì có nhiều cửa sổ lắm, cho nên em để mấy cái cây này gần cửa sổ nè, thì có ánh nắng cho nên cây sống quanh năm suốt tháng à. Còn bây giờ hai mẹ con em đi ra ngoài sân rồi nè. Đó, cúng con đang nằm chơi tuyết kìa, nước đá rơi xuống cái mặt luôn. Snow bay xuống mặt chó nè. Tuyết hôm nay xuống
nặng quá cô chú anh chị ơi, em xúc không có nổi, vì trong tiết có nước rất là nặng luôn á. Thôi em đợi ông hàng xóm, ông về ông qua ông xúc giùm cho em luôn. Hai vợ chồng hàng xóm ở đằng trước mặt nhà em á, ông tốt tính lắm, mỗi lần mà trời tuyết xuống như vậy nè, ông xã em không có ở nhà là ông qua ông xúc hết trơn à. Ông có cái máy xịn lắm, cho nên ông qua ông đẩy á, khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ á, là cái sân của em á, xong hết á. Ông á, thì có hai đứa con thích ăn chả giò đó, thì làm xong như vậy á, cái em làm chả giò em đem biếu. Bây giờ video em tới đây cũng dài rồi, em xin giảm ngừng. Video em tới đây xin kết thúc. Em xin chào cô chú anh chị, hẹn gặp lại ở video kế tiếp. Bye bye.